Muốn đi đường kia để mình quay phim chụp ảnh cho. Đi ra đây không nhìn thấy. Đi trong đây thì chụp ảnh chỗ ở cái chỗ mà em không thể nhìn thấy được. Bằng cái kiểu nào vậy? Sáng em vừa đọc xong. Mà thật mấy cái đấy mà anh không đọc ấy, anh ngồi anh viết là thì đúng là viết lung ta lung tung ấy. Thế khi mình đọc rồi thì mình form được câu, xong mình add được kiểu however bất nào kia thì bắt đầu nó sẽ nâng được điểm lên. Đấy. Summarize spoken text là ok rồi. Dictation của cái phần listening ấy, mình cũng ổn đấy. Cái phần giữa thì nó lại là mấy cái bài multiple choice thì thằng ấy nó cứ xạo em là chỉ chung không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cứ chọn xong thì là chỉ next đấy. Thế mà chọn xong rồi thì nhiều khi mình chỉ đọc 5 phút cho nên mình không mất nhiều thời gian lắm, mình chỉ đọc thêm khoảng chừng nửa phút thôi để mình chọn câu trả lời ấy. Thế nhưng mà đến lúc nhìn lên xong á còn 10 câu mà 8 phút, mình lo không biết là kiểu có kịp hay không ấy. Mà anh không thể next được khi mà cái audio nó đang chạy hoặc là anh chưa chọn nó chưa kết thúc audio, anh không next được. Tức là anh không thể bỏ câu hỏi được, kiểu gì cũng phải làm. Mà anh không thể làm mà khi mà cái audio nó chưa xong ấy. Hay là mình lo, mình sợ không biết kịp không? Tại vì dictation nó nằm ở cuối. Anh mà mất một câu dictation là anh mất đến cả chục điểm như chơi. Đúng không? Thế móng lửa thế, nó từ từ nhẹ nhàng. Thế mình lo, cái lúc em lo chứ. Mình cuốn đấy mà nó không nách. Xong mình không muốn làm nữa rồi. Mình ấn nó quá xong rồi nó xong rồi nó dừng nói một cái, em ấn một cái xong là em phải nách luôn. Dạo chỉ nhanh thêm một giây thôi. Nhưng mà tất nhiên nó cao bằng giây mà. Sợ quá. Họ bảo nó chắc chỉ được 91 thôi. Thôi không dám nói, mình là không ăn. Xe nó cái ảnh sáng nay chị đổ xăng. Em còn chưa nhìn. Có tầm vãi. Sao? Mày chị ơi chứ. Sáng nay chị đổ xăng rồi. Chị phải dặn nó, dặn cái ông đổ xăng bấm cò dừng từng sen một. Yeah.
10 người. Em nghĩ là mỗi một group suy là 10 người, mà từ sáng đến giờ là 3 group. Em là group giữa, trước em là một group nhé. Xong mình là group giữa, xong sau lúc em ra là nó cũng đang chờ. Em nghĩ là cũng phải chừng 10 người. Em nghĩ là trong một ngày nó có 30 người thi, và đấy là nó phải hạn chế lại một số ngày thi trong tháng hết. Đọc sao